Vâng, xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị. Xin giới thiệu mình là Thanh Bình, đến từ Sao Hết Music. Và hôm nay mình sẽ lên một clip để thanh lý một vài cây đàn guitar nằm trong phân khúc cao cấp với mức giá là rất là rẻ để cho anh em có thể dễ tiếp cận ha. Thì như trên tay mình đang cầm đó chính là cây guitar Martinez MP14OV. Thì cây này có giá gốc là 15.700.000. Thì hôm nay mình sẽ thanh lý lại với mức giá là 13.000.000, có nghĩa là rẻ hơn 2.700.000. Cái nguyên nhân thanh lý là như thế này ha. Trong quá trình mình nhập hàng về, nó khả năng ví dụ như là khoảng tầm 100 cây hoặc là cả 1000 cây, thì kiểu gì nó cũng sẽ lòi ra những cái cây mà gọi là bản thân mình không hài lòng đó. Và trong quá trình kiểm tra thì mình không thể kiểm tra kỹ, thì nó khi mà lấy ra bán thì mình sẽ thấy là nó có một vài cái lỗi nhỏ lặt vặt, cho nên mình sẽ thanh lý, tại vì không thể bán với một cái đàn như vậy ra với giá gốc được ha. Thì trên tay mình là cây đàn này, nó hoàn hảo ha, nó hoàn hảo. Tuy nhiên nó xuất hiện cái phần bên này, phần bên đốm này, nó xuất hiện cái một cái vệt gọi là vệt vân gỗ, nó không sắc nét lắm thôi. Không biết là soi vô mới thấy ha, còn không thì cũng chẳng thấy. Còn cái này là chắc chắn 100% là mình không hề nhúng tay vào chỉnh sửa nha. Thì mình cũng không có thời gian để mà sửa hay là làm lại cây đàn này để mà bán cho ai cả. Thì nó như thế này thôi. Mình gọi là cái độ hoàn thiện nó chỉ là 99%, chứ nó không phải là 100%, thì mình sẽ thanh lý nó. Ok, thì mình nghĩ là giá 13.000.000 là rẻ ha. Thì trong quá trình mua thì chúng ta được tặng một cái bao hãng như thế này luôn, bao Martinez đi theo đàn. Cái bao này thì giá đâu đó là cũng trên dưới 2.000.000 rồi, rất là xịn. Thì khi mua đàn thì chúng ta được tặng ha. Đó. Cây đàn này là cây đàn mình gọi là cây số 1 nha, tại vì còn vài cây nữa. Cây này là cây số 1. Thì cây này nó có EQ, có hiệu ứng ha. Có hiệu ứng. Đó, chúng ta không cần cái nốt đa la. Đó, khá là ok. 13.000.000 thì rẻ hơn là 2.700.000 ha. Rồi, ok. À, đây là hình ảnh của cây số 2. Thì đây là cây Martinez MP14OV. Đó. Nhưng phiên bản này là phiên bản EQ Fishman, và đặc biệt là EQ trên cây đàn này thì rất là xịn rồi ha. Thì cái phiên bản này khác cây số 1 là nó được phân phối cho thị trường Nhật Bản nè. Đó. Cái này, cây này gần như là hoàn hảo. Không xuất hiện một cái lỗi làm gì ha, cho đến khi mà mình ví dụ như mình nhìn qua đây. Để mình quay sát sát lại tí xíu. Ngay vị trí này ha, để mình chỉ ha. Ngay vị trí này. Đây. Đó, chúng ta thấy là nó sẽ hơi lèm lèm cái phần vân gỗ một tí xíu. Thì lưu ý cái phần này nó nằm ở dưới nước sơn, chứ không phải nằm ngoài nhé, nằm ở dưới nước sơn nên nó vẫn hoàn hảo ha. Nói chung mình ví dụ như khi mà chúng ta buôn bán, chúng ta không có tâm thì mình bùa phép mình bán lại với giá đàn mới cũng được ha. Nhưng mình thì không thích làm điều đó rồi. Đó. Chắc là cũng khó thấy. Đó, anh em thấy ngay vị trí mình chỉ đây ha. Đó. Thì cái này là nằm dưới nước sơn thì lỗi nó xuất phát từ bên hướng nhà sản xuất rồi. Đó. Đó, nó chỉ vậy thôi. Thì cây này giá gốc cũng là 17.500.000. Thì mình sẽ thanh lý lại. Thanh lý với mức giá là 13.000.000, cũng là 13.000.000 ha. Thì cây này là hoàn hảo như cây đàn mới rồi đó. Nếu vấn đề cái chỗ này mình không nói thì quý anh chị cũng không biết ha. Đây. Nó không ảnh hưởng tới thẩm mỹ, cũng không ảnh hưởng tới chất lượng của cây đàn nhé. Nó chỉ là nó không hoàn hảo lắm thôi. Để mà bán ra một cây đàn này với giá của một cây đàn mới thì khả năng lương tâm mình cũng không muốn bán, hoặc là không muốn làm điều đó. Đó, mình khi trước khi bán là mình sẽ nói rõ với anh em ha. Cho nên cây này mình sẽ thanh lý luôn với giá là 13.000.000, đã gồm cái bao hàng như thế này. Đó. Là rất là rẻ nha. Đó, để mà thay vì chúng ta muốn mua một cây đàn mới tinh tươm luôn thì nó là 15.700.000, còn đây cũng là một cây đàn mới. Nhưng nó có một cái độ không hảo là ở vị trí này thôi. Đó. Đây là cây số 2. Ok nha. Và riêng cái dòng EQ của cái này thì nó rất là xuất sắc. EQ Fishman Classical Blend. Và nó thì được phân phối chủ yếu là ở thị trường Nhật. Ok. Và đây là cây số 3. Cây số 3 cũng vậy. Nó cũng đẹp ha. Mình bóc nó ra đây. Nói chung là nó hoàn hảo như một cây đàn mới thôi. Nó không vấn đề gì cả. Đây, cây này để mình cố gắng mình tìm cái độ chỗ mà nó gọi là không hoàn thiện xem.
Cây này cũng thấy là nó đẹp, nó vẫn đẹp như bình thường. Đó. À, cái dòng này là EQ hiệu ứng. Cái này EQ hiệu ứng ha. Đó, chúng ta bật công tắc ở đây và chúng ta đánh không cần kết nối ra loa. Thì đó, nó gọi là nó không hoàn hảo một tí xíu thôi. Mình đã nói là cái này chỉ chiếm 1%, 1% so với cây đàn thôi, tổng thể cây đàn. Tầm nhiêu đấy. Còn ngoài ra nó hoàn hảo và nó đẹp ha. Xuất sắc. Thì cây này mình sẽ thanh lý. Ồ, nó không tì vết luôn anh em. Đấy, ngay vị trí này. Đây. Ngay vị trí này nó có một cái đốm nhỏ nhỏ nè. Đốm màu trắng nhỏ nhỏ nhưng mà nó nằm ở dưới nước sơn nha. Đó, chúng ta thấy chưa ạ? Đó, cái này thì nó nằm dưới nước sơn. Mình chưa lau thử nha. À đây, nó bị vậy thôi. Ok, nó chỉ duy nhất là như vậy. Đó. Thì cây này mình cũng thanh lý với mức giá là 13 triệu. Rẻ hơn một cây đàn 100% là 2 triệu 7. Một cái số tiền cũng khá là lớn, khá là đáng kể ha. Ok. Đó. Lưu ý là những cây này là mình khui từ trong thùng ra hết nha. Nên anh em cứ yên tâm. Cái dòng này mà anh em nào chưa xem phần review á, thì mình có thể vào cái phần mô tả để chúng ta nhấp vào cái đường link, chúng ta xem clip mình review cây này ha. Đó, 15 triệu 700 thì giảm còn 13 triệu. Rồi, đây là cây số 3. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 là cây Martinez MP14MH. Cây này có mức giá hoàn thiện 100% là sẽ là 12 triệu ha. 12 triệu thì cây này mình sẽ thanh lý còn 10 triệu thôi. Đó cũng là một cây semi classic EQ có hiệu ứng. Đó. Ok. Và với mức giá 10 triệu thì mình vẫn tặng kèm bao hãng như bình thường ha. Vẫn tặng kèm bao hãng. Cái nguyên nhân mà mình thanh lý cây này đó là đây, tất cả nó đều hoàn hảo 100% ha. Đó, chúng ta có thể thấy là nó hoàn hảo, không lỗi lầm gì. Tuy nhiên là cái phần vân gỗ nó chỉ xấu ở cái phần vân gỗ nằm ở dưới hông thôi. Cái phần mà chúng ta kê lên đây nè, thì cái vân gỗ nó hơi lem nhem, theo mình thấy là nó hơi lem nhem một tí xíu. Đó, nó hơi lem nhem thôi, còn ngoài ra thì nó không vấn đề gì cả ha. Đó, đẹp như bình thường. Rồi, tất cả hoạt động tốt ha. Chỉ là cái vân gỗ ở phần dưới này nó hơi lem nhem một tí xíu, thì cái này nhà sản xuất họ không gọi là lỗi, nên họ vẫn gửi cho mình một cách bình thường, nhưng mà bản thân mình thì thấy không hài lòng, không ưng ý thì mình thanh lý. Thì 12 triệu thì mình thanh lý, mình giảm xuống còn 10 triệu đó. Cái này là cũng là MP14 nhưng mà MP14MH. Đó, rất là tuyệt vời ha. Đó. Vừa rồi là những cái đàn mà mình đăng lên mình giới thiệu để mình thanh lý. Thì rõ ràng những cái đàn này khi mà ship tới tay anh em thì chúng ta vẫn được quyền chúng ta kiểm tra. Và có một điều nữa như thế này ha. Thì chắc chắn đây không phải là một cây đàn mà hoàn thiện 100%. Cho nên ví dụ khi chúng ta kiểm tra mà chúng ta thấy những cái vệt đó thì chúng ta sẽ hiểu là cây đàn này mua với mức giá thanh lý nên nó xuất hiện một vài cái vệt mà gọi là không hoàn thiện, như thế là cái chuyện bình thường. Còn ví dụ như chúng ta muốn mà đàn mà mua một cây hoàn hảo luôn thì chúng ta cứ mua với giá gốc là 15 triệu 700, thì mình vẫn sẽ bán như bình thường. Còn những cây này là nó thanh lý nên chúng ta chịu khó, chúng ta thông cảm một chút xíu ha. Đó, thì anh em nào mà muốn sở hữu mà đàn ngon mà mức giá nó mềm thì mình nghĩ là những cái đàn này hoàn toàn hợp lý. Đó, những cái lỗi đó là ví dụ trong trường hợp mình không nói hoặc là mình không gợi ý, mình không chỉ ra thì cũng khó để biết. Đó, mình có bản thân. Ví dụ bản thân như bọn mình có thể là tìm cách là sửa và là bùa phép lại để bán cũng được đi. Nhưng mà thôi, cái đó làm thì không nên. Mình cũng không nên vì những cái đó mà mình làm mất đi uy tín của mình. Đó, cho nên khi mà chúng ta mua cái hàng thanh lý thì chúng ta phải chấp nhận nó không hoàn hảo 100%. Và anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với mình qua Zalo hoặc là số điện thoại 0373744385. Hoặc anh em nào muốn test đàn và trải nghiệm trực tiếp thì đến shop của mình tại địa chỉ là Sao Hit Music,
7-47 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và bên mình có nhận ship code toàn quốc. Khi hàng đến tay thì chúng ta được quyền mở ra kiểm tra, sau đó chúng ta mới thanh toán ha. Rồi, mình xin kết thúc clip ở đây và xin hẹn lại quý cô chú anh chị trong những clip sau. Xin thân ái, chào tạm biệt.